lục thế giới về số lượng khán giả đến sân trong một trận bóng đá là 200.000 người. Đây là trận đấu giữa Brazil và Uruguay được diễn ra tại trận chung kết World Cup ngay trên sân vận động Maracana vào năm 1950. Thời điểm đó, Maracana vẫn chưa được hoàn thiện nhưng sức chứa đã lên tới 167.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, theo một vài thống kê sau này thì trận đấu giữa Brazil và Uruguay đã có tới 200.000 khán giả, trong đó chỉ có khoảng hơn 100 cổ động viên đối khách. Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ đầu nhưng người hâm mộ Brazil phải đợi đến đầu hiệp 2 mới được ăn mừng khi Freca mở tỷ số ở phút thứ 47. Pháo sáng cũng như quốc kỳ Brazil tung bay dập trời trên khán đài. Tuy nhiên, Schifino đã có bàn gỡ hòa cho Uruguay ở phút 66 và toàn bộ khán giả có mặt tại Maracana thời điểm đó đã chết lặng khi gích giá nâng tỷ số lên 2-1. Sự im lặng đến mức đáng sợ trên khán đài khiến Brazil không thể gượng dậy và chấp nhận thua cuộc. Đến tận ngày hôm nay, trận đấu tại Maracanã 1950 vẫn được coi là bóng đen và là một vết nhơ trong lịch sử bóng đá Brazil. Nó vừa mang đến cho các vũ công Samba một kỷ lục vô tiền khoáng hậu về số khán giả đến xem, nhưng nó cũng là một niềm đau mà người Brazil không bao giờ quên. Tin tức thể thao, bóng đá đang được cập nhật nhanh nhất tại website trên khán đài.com. Đừng quên like, share các sản phẩm của trên khán đài để cập nhật nhiều tin tức nhanh, nổi bật về thể thao trong ngày.